Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một căn ngủ đầu đêm. Hi everyone. Đừng y đọc lịch y đang để ở trong là xong rồi đó. Đấy, xíu này cái hơi diễn mình. Lúc lúc xây dựng một xíu thôi. Mình sẽ nằm ở trong cái đoạn giữa của cái camera được. Đừng có tra màn hình nha. Ra xem người ta đau đầu. Hello everyone. Hello Eva Maria. How are you, Eva Maria? Mùa cực kỳ sướng. Đã gì đâu. Để lâu rồi. Xuống này mình có lửa hờ hờ. Ở bình luận nè, nó đánh nó che cái mùa. Cho các bình luận sao rồi. Ừ, rất chiều bay chưa? Chiều sao? Hả? Rồi. Đẩy quay hả? Đẩy sao rồi. Cái nó lồng vô nó không thấy gì. Wow. Đã. Wow. Con già nó sướng rồi đó. Tự con quay cái mặt người ta đi coi. Wow. Sướng.
tôi cũng làm rất là lên. Cứng dễ sợ thì lâu quá nè, hôm sau đi sớm sớm không sợ đau, sợ đau chưa có đau hơn không nhiều, sợ đau thôi chứ ít không được đây thì nhiều mới đau chứ, sợ anh tự làm được đau quá, càng nhiều càng đau chứ nghĩ rằng ít không đây mà đùa nhiều có như tiêu quá ăn à. Lúc nãy thổi như không cơ cái lần đầu nghe khó cái người tay nó mày mở sổ hàng đi lấy sổ đấy không hả anh Thảo đó nghe tiếng còn biết người nữa nghe tiếng là biết ra luôn quét nghe xanh điều đó tôi nhớ thầy này đó nó nghe mà tôi biết người bữa thầy nó nói bị lòng tay nó nghe biết không sao rồi cách đi hồi nghe tiếng quen cái khung giờ rồi còn cái tay cái tiếng nói nữa đã thì bé mới đã được bạn là nhét cho nhìn cái này con đó rồi rõ xuống này nó không qua được rồi rồi cái cao cái tay này cao cái tay là hạ đau đầu đó con kia mua cái gam nữa mà khó là chi múa rồi một cái gám cái cây nó không được. Chị ơi, có cái đèn tròn tròn mà có cái livestream á. Nhưng mà cái đó thì cái dừng ngang đi thôi, dừng dọc xuống đây không được. Ồ. Bẻ xuống đó có được. Chị cái đèn tròn tròn đúng không? Không biết rồi, không đi mua rồi nhưng không thể bà bật như thế chị đứng như đây nè. Và livestream bán hàng thì được nhưng mà nằm mùng thì là không được. Ồ, nó không nằm úp xuống được. Nó không úp xuống. À, em biết rồi. Đi mua thêm một cái kẹp nữa. Nó có cái kẹp lại kẹp không biết là mua cái kẹp sao. Ừ. Thôi chị mua được cái kẹp sao? Mua cái kẹp đó dài lắm. Dài mấy gang rồi ưng bẻ kiểu nó cũng thế. Ừ, mua cái thịt cứng này, kẹp của đây này. Ừ, kẹp bộ bên cái giường này này. Ừ, không làm nó được. Nó khỏi long lai, người ta xem người ta đau đầu. Cầm nó không quen, nó đau. Gì âu bỏ ấm gì thương rồi. Rồi
đó nữa ha. Đó, đó, mình chỗ đó. Đó, đó. Đó, đang xe hợp mùn hết đi đau không thấy là bực. Tôi ngồi nó còn không thấy rõ nữa. Như sinh đi nghệ thuật gãi lưng vợ ông chị có bầu ngứa không, nó không bán bầu luôn à. Ừ, chị chỉ một bầu cả mặt đó. Ở đâu rồi? Chút xíu, chút xíu. Ơ, mẹ đây. Mẹ. Kiểu phủ kính khắp lỗ chân lông. Ừ, phun. Phun mặt. Còn cứ lái bình thường. Thank you everyone thôi. For watch my video. Have a good day. Về nước ngoài coi nhiều. Có đắt bao nhiêu là nhân mụn? Đã đã hả? Nặng nó không đau, để mà chi mũ nó mới đau. Là vài ngày đi, đi 4-5 lần nữa là thấy lửa rõ. Đi từ 7-8 lần nữa thì nó sạch luôn rồi nghỉ. Rồi thỉnh thoảng rồi. Một tháng đi một lần rồi. Cái mặt ông nó nhớ nít, cái mặt bị gì đó. Đi vài lần thì nó sạch hẳn ngủ rồi lo đi rồi. Đấy, nó đi thăm mùi bông. Bye.
vô ẩm đây, vô ẩm đây, còn bé rồi nè. Ra vô đây, vô đây, vô hắn đây. Trời kia. Goodbye everyone, thank you. Have a good day. Bye bye.